Rồi, chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay là thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022. Thì em lại tiếp tục lên một clip mới nhé. Thì hôm nay vẫn như thường cũng tiếp đà với ngày hôm qua thì em cũng vẫn lên một số cái sản phẩm cho các bác về tự dọn nhá. Đấy. Thì bên cạnh đó vẫn xen lẫn với những cái máy chưa tự dọn thì vẫn sẽ có những cái mẫu dọn sẵn nhá. Thì cũng máy to, máy nhỏ, máy bé thì cũng có hết nhá. Thì hôm nay vẫn chủ yếu là những cái máy tum rời này. Đấy 30-30 rồi là có các kiểu đấy. Rồi là những cái mẫu máy Komatsu rồi là Mitsu nhá. Đấy. Được rồi. Thế thì hôm nay em sẽ quay nhanh nhanh tí nhá. Hôm nay quay hơi muộn nên thành ra là phải quay nhanh một tí. Ok. Đi vào chủ đề chính nhá. Bác nào mà vẫn mua cái bộ cần mềm tum nhỏ bố nhỏ ấy, à tum lớn nhá. Ở đây em vẫn còn dư đâu 4 bộ cần tum lớn này. Đấy, cần tum lớn, tum to nhá. Đấy, đầu bò chén kẹt đầy đủ hết. Đấy. Thì cứ 300.000 một bộ nhá. Đấy các bác 300.000 một bộ bao cho bác ăn êm về chỉ việc dùng thôi. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp tục này. Em sẽ đi vào bác nào mua chè thì bên em vẫn có rất là nhiều chè nhá. Đấy. Chè đây, chè thì lúc nào cũng có chè của địa phương em nó là giống chè tuyết thơm nhá, uống nước xanh. Đấy. Thì bao cho bác là gì? Bao cho bác là chè mới nhá, không phải chè cũ. Đấy, mùa này thì chè nó đang vào cái chính vụ nên là nó uống rất là được nước luôn. Uống được 2-3 nước thoải mái luôn nhá. Đấy. Thì em báo giá luôn nhá. Chè của nó là 120.000 trên 1 ký nhá. Đấy, bên em ship từ 1 ký đổ lên. Đấy. Bác nào mua từ 1 đến 5 ký thì phí ship của nó là 30 đến 35k. Thế bác nào mua trên 5 ký thì bên em bao ship luôn nhá. Đấy. Thì các bác mua chè uống thử thì bác cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại đây, được chưa? Đấy. Cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại này. Bác nào muốn tư vấn kỹ hơn về chè ấy, thì có thể là kết nối Zalo theo số thứ hai này nhá. Đấy, được chưa? Rồi ok. Đấy, thì bác có thể mua uống thử đi nhá. Rồi, ok, đi vào chủ đề chính ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thì em vẫn có những một số cái sản phẩm dọn sẵn cho các bác đây. À tự dọn nhá, cho các bác về tự dọn. Đấy. Được chưa? Rồi đầu tiên này, đầu tiên sẽ là một con máy này đi, số 1 nhá. Đây, số 1 là con này nhá. Con này là hàng cũng vừa về chiều nay. Đấy thì con này là chính là con Kawasaki TG 10 TG 20 nhá. Đấy 20 này. Bố nói chung là còn rất là dày nhá. Bố con rất là dày nhá. Bình xăng thì không sứt mẻ bể vỡ gì này. Không biết nó dán băng dính ở đây là không biết có sứt không. Thì chắc khả năng là không sứt đâu nhá. Không bị sứt mẻ bể vỡ gì đâu. Vú bơm con này là vú bơm to nhá. Đấy vú bơm to vẫn còn. Đấy con này vẫn bơm kiên két, khả năng về con này đổ xăng đổ luôn nhá. Nghi lắm. Rồi. À vỏ của nó thì không sứt mẻ bể vỡ gì nhá, như theo như quan sát của em. Đấy. Trong này thì rồi hơi ok này. Hơi rất là ok nhá. Đấy. Rồi. Con này số 1 nhá, vẫn như thường lệ. Số 1 này. À, để cho bác giá là con này là 400k nhá. Đấy. Đấy, số 1 400k, con Kawasaki TG20 nhá. TG20 rất là ngon luôn, được chưa? Đấy, tum rời, gắn vừa xịt thuốc. Dòng này nhỏ nhưng có vỏ nhá. Đấy, các bác lưu ý. Rồi, xong số 1. Số 2 nhá. Số 2 là một em máy máy này nhá. Đây, một em máy đây, con này rất đẹp luôn. Con này chính là con Singu nhá. 23cc. Nòng con này 32 ly nhá. Singu 237 nhá. Được chưa? Thì nó là tum rời này. Bố của nó thì nhìn còn rất là dày nhá. Đấy. Thì bình xăng bình siếc vỏ viếc không sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Nói chung là ok, được chưa? Đấy. Vú bơm. Đấy. Được chưa? Giặt thử hơi xem nào. Rồi. Hơi ok nhá. Rồi. Rồi, con này hơi ok nhá. Rồi. Số 2 này. Hơi nửa ok đấy, chắc là ok thôi. Số 2 nhá, thì vẫn như thường lệ thôi. Để cho bác giá là 400k nhá. Đấy. 23cc. Nòng 32 ni, IC tép đây. Được chưa? Đấy. Ok nhá. Tum rời gắn vừa xịt thuốc. Rồi, vỏ không sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Rồi số 3 này. Số 3 là một em máy đây. Một con nhỏ nhỏ xinh xinh. Con này là Zobi NB02 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này nó xài IC tép nhá. Đấy, IC tép này. À, bình xăng trên nhá. Bình xăng thì cũng không thấy bị bả gì nhá, rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Rất là ok.
Bố thì còn rất là dày nhá, bố còn rất là dày. Con này cũng tum rời gắn vừa xì thuốc nhá. Đấy. Đấy, nó xài bình xăng trên như này nhá. Đấy. Rồi, ok. Con này xem hơi hàng thế nào nào. Rồi, hơi rất chắc nhá. Đấy. Rồi, con này hơi cực chắc luôn. Đấy. Hơi lửa chắc là ok nhá. Hơi thì ok rồi đấy, lửa thì chắc cũng ok thôi. Vì nó xài IC tép mà. Đây là xài IC nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn. Con này nó gì và trông thế này thôi nhưng mà nó cũng phải cỡ công suất nó phải rơi cửa tầm là B02 thì chắc nó phải rơi cửa tầm 23cc đấy. Không nhỏ đâu nhá. Đấy. Thì con số 3 nhá. Con số 3 thì để cho bác giá là 350k nhá. Được chưa? Ok. Rồi. Số 4 này. Số 4 là một em máy đây nhá. Con này là một con máy Hitachi nhá. Con này là công suất của nó là lên tới là 26cc nhá. CG26 nhá. Đấy. Bình xăng dưới này. Đấy. Được chưa? Đấy. Hai con này 26cc nòng 34 ly nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, bố tum rời gắn vừa xì thuốc này. Đấy, con này thì nhìn thì nó hơi bị sức sơn tí nhá. Đấy. Nhưng mà máy móc của nó xem nào. Rồi, máy lại rất tốt nhá. Hơi chắc lịch luôn. Rồi, con này hơi chắc lịch luôn nhá. Hơi rất chắc luôn, vỏ thì hơi sứt mẻ, hơi bóc sơm nhăm nhở một tí nhưng mà hơi tốt nhá. Hơi nửa chắc là ok rồi. Con này con số 4 nhá. Em số 4 này để cho bác giá con này là 550 nhá. Đấy, vì nó là công suất lớn mà. Tận 126cc, nòng 34 ly nhá. Đấy, rất là to luôn, lại còn tung rời nữa. Rất là hiếm luôn. Bình xăng thì không bị bể gì cả. Đấy. Theo như quan sát của em nhá. Chưa không thấy hiện tượng bị bể. Đấy, ok nhá. Đấy, về cơ bản nó là ok. Mặt tiền đằng này cũng khá ok. Thôi để cho bác giá 500 đi cho nhanh nhá. Vì là nó trông nó sơn nó hơi loang lổ nên hơi hơi xấu. Mất hình thức nhá. Thế 500.000 nhưng mà được cái công suất lớn nhá. Rồi ok. Đây em có một con máy tiếp theo công suất khủng đây. Cũng là con Hitachi nhá. Con này Hitachi nhưng mà công suất nó lớn này. Con này lên tới là công suất của nó là 33cc nhá. Nòng của nó là 38 ly nhá. Tung to bố lớn này. Đấy. Bố của nó còn rất là dày nhá. Được chưa? Nó xài IC tép đây. Được chưa? Thì con này nó là bình xăng trên nhá, nhưng mà nó bị vỡ bình xăng nhá. Con này bị vỡ bình xăng này, các bác kiếm một cái bình xăng đặt lên trên như này. Là ok thôi, được chưa? Đây, CG33 đây, được chưa? Đấy. Thì đây nhá, cái cọng đây là cọng dây IC của nó nhá, vẫn IC vẫn đầy đủ nhá, đây nhá. Đấy, được chưa? Đấy. Con này thì nòng khủng này, nòng 38 ly luôn. Rồi, hơi rất tốt nhá. Đấy. Đấy. Rồi. Hơi rất tốt mà không bị bi bọt gì đâu nhá. Các bác lưu ý là không bị bi bọt gì đâu, chỉ thiếu mỗi bình xăng lớn thôi. Đấy, mai thì em kiếm, có thể là em kiếm cho bác một cái bình nào nó trông nó hợp hợp thôi để gắn cho các bác thôi nhá. Đấy. Rất tốt nhá. Đấy. Con này con này công suất khủng này, 33cc đấy. Nòng 38 ly nhá. Con số 5 này. Em số 5 này để cho bác giá là 800k nhá. Đấy. Công suất khủng. Được chưa? Đấy, nếu mà chỉ như thế này là 800k nhá. Nếu mà kiếm thêm bình xăng thì 850 nhá. Đấy, ok. Con này khá là ok nhá. Mặt tiền đẹp. Được chưa? Rồi. Em có một con tiếp theo này. Con tiếp theo là con này nhá. Con này là đầu máy cho các bác về, ví dụ những cái bác nào có những cái đầu máy hỏng thì có thể mua em này về dọn nhá. Con này là con Tanaka 20cc nhá, nòng 30 ni nhá. Chế ga ngang quan bờ rồ nia đỏ nhá. Đây, nia đỏ đây. Đấy, bố thì dày cui nhá, được chưa? Đấy, con này giật trước nhá. Bình xăng thì sao nào? Không thấy hiện tượng bị bể gì cả. Đấy. Được chưa? Vỏ viết thì cũng không bể gì đâu nha, chỉ bị bẩn thôi. Các bác về vệ sinh thì là sạch thôi. Hơi lửa thì ok. Rồi, rất tốt nhá. Máy không bị bi bọt gì đâu. Đấy. Con này con số 6 nhá. Số 6 đúng không? Số 6 này. Số 6 đầu này để cho bác giá là số 6 này. Để cho bác tầm 400k nhá. Đấy. Được chưa?
500k. Đấy, mai theo thêm cho bác cả cái nắp IA này nữa. Về tự dọn, nó gọi là tự dọn thôi nhưng mà khả năng là 90% là con này bơm vú bơm vẫn còn xăng này. Con này khả năng cho xăng đủ luôn nhá, dễ lắm. Đấy, vẫn còn xăng này. Đấy. Ok nhá. Chưa? Thì đây em có một cái đầu này cho bác về lấy phụ tùng này. Không phải phụ tùng mà là nó về, con này là đầu Hitachi nhá. Con này 27cc luôn này. 27cc. Đấy, thì con này thì mọi thứ nó đều hơi nửa thì ok nhá. Nhưng mà con này bị cháy tum nhá. Con này bị cháy tum này. Cháy tum, các bác về thấy cái tum này này. Đấy, bác nào mà ví dụ như là có tum của con này thì về thay tum vào là xong nhá. Thì con này nó xài chế ga ngang nhá. Đấy, ga ngang này. 27cc luôn. Hơi thì nửa ok này. Đấy, hơi rất tốt nhá. Đấy. 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 Hơi rất tốt nhá, vú bơm còn chưa bị rách này. Đấy. Thì con này thì dễ là nổ luôn nhá. Đấy. Con này gọi con số bao nhiêu? Con số 7 nhá. Em số 7 này để cho bác giá con này công suất khủng nhá, 27cc luôn. Nòng 35 ly nhá. Đấy. Thì bị mỗi cái tum thôi. Đấy, con này thì để cho bác giá nốt cho bác giá con này là 450 nhá, cho nó xong nhá. Nhìn cho đỡ ngứa mắt được chưa? Đấy, bình xăng thì không bị bể gì cả. Rồi ok. Đây em có một con tiếp theo này. Con này là con Nativo này. Con này thì hơi nửa ok này. Chế ga ngang quan bờ rồ nhá. Chế ga ngang quan bờ rồ nhá. À, vú bơm vẫn còn chưa bị rách nhá. Con này thì thiếu trục giật nhá. Các bạn nào phải kiếm trục giật là xong. Đấy. Bình xăng thì không bị bể gì này. Mặt tiền của em này khá là đẹp này. À, thông số ống cần hình như là 24 ti 10 khí nhá. Đấy. Được chưa? Con này thì hơi thì cực kỳ chắc nhá. Máy Nativo. Không biết hai mấy cc. Được. Con này số 8 nhá. Số 8 này thiếu mỗi trục giật thôi. Con này để cho bác giá là 350k nhá. Đấy. Rồi. Ok. Đây em có tiếp theo em có một con hoa hậu đây. Chính là con này. Đây em có một con này mà các bác hỏi rất là nhiều luôn. Đấy. Chính là con máy con này là con máy rất đẹp nhá. Con này là con máy như kiểu là dòng Kawasaki ấy. Thì con này nó tình trạng của nó là mới 90% nhá. Máy nó là máy tung to bố lớn. Đấy, con này là tung to bố lớn nhá. Đây. Đây. Máy tung to bố lớn này, bộ cần nó rất đẹp luôn nhá. Đấy, con này thì máy của nó rất đẹp nên là cái bộ cần của nó rất đẹp luôn nhá. Đấy, cần của nó này. Đấy. Cần cực kỳ đẹp luôn. Đầu bò này, như kiểu con này như kiểu chưa xài. Đây, mới cứng cựa luôn. Đấy, các bác có thể quan sát nhá. Rất là mới luôn. Đấy. Đầu bò như kiểu chưa xài nhá. Đấy, thì con này nó tình trạng của nó rất là mới mà công suất lớn nhá, trên 30cc. Thì con này thì ra đây nhá, em giật cho bác xem nhá. Đấy, dây của nó còn rất là trắng nhá, mà như kiểu chưa ấy luôn. Nói chung là đẹp nhá, con này rất đẹp luôn. Máy như mới. Đấy. Con này thì hơi thì ok đấy, nửa thì bên em thì các bác về tự xử nhá. Con này thì siêu đẹp luôn, mới nhá. Nguyên cái bộ cần này bán ra cũng được mấy trăm nghìn. Đấy, thì con này em để cho bác giá cả máy cả cần luôn nhá. Để cho nó gọn. Thì con này thì đầu máy nó rất đẹp này. Bác nào mà chuyên thích xài sưu tầm những cái dòng này thì có thể lấy con này về nhá. Con này bao đẹp cho bác luôn, được chưa? Thì con này là con số 9 nhá. Số 9 bao đẹp này. 9 để cho bác giá là 1 triệu nhá. Bao đẹp. 1 triệu. Bao đẹp cả máy cả cần luôn. Tay lái, tay nghiệp các kiểu. Đầu bò như chưa xài. Máy lớn nhá. Đấy. Rồi ok. Đấy. Xem sưu tầm nhá. Đấy, ok. Thì em có một con tiếp theo này. Đây em có một con này cho các bác về tự dọn này. Gọi là tự dọn thôi nhưng mà em cũng nói rõ tình trạng của nó luôn. Con này chính là con Mitsubishi T180 nhá. Con này là máy ba lô này. Máy ba lô này. Đấy, CG33 này. 33 nhá. Là 333cc nhá, máy Mitsubishi luôn. Đấy, đây, Mitsubishi này. Mitsubishi. Con này em sẽ bán cho bác là đủ mà cả máy cả cần nhá. Tức là cả máy cả bộ ba lô như này và cả cần nữa. Được chưa? Dây ba lô của nó đây cũng không xước mẻ bể vỡ gì nhá. Nói chung là ok nhá. Đấy. Con này thì
cho thợ dọn nổ rồi nhưng mà chạy một lúc thì nó lại bị bi cơ nhá, nó bị xào đạn nhá. Đấy, các bác về là phải nằm lại gọi là bi cơ. Đấy, con này nổ rồi, chế trước chạy ngon lành rồi, mỗi tội bị xào đạn nhá. Đấy, đấy, xào đạn nhá. Thì các bác về nằm lại nhá, hơi thì rất ngon nhá. Con này để cho bác giá là 33cc và dòng Mitsu luôn, mà bán cho bác đủ bộ máy ba lô nhá. Con này là không biết con số bao nhiêu rồi, con này là con số 10 nhá. Em số 10 này để cho bác giá là, con này để cho bác giá là 1 triệu nhá, về tự xử nhá. Đấy, tự xử được chưa? Đấy, nó chỉ xào đạn về nằm lại thôi. Bác nào có tay nghề thì làm rất là nhanh thôi nhá, không vấn đề gì. Rồi em có một con tiếp theo này, con này là một con máy dòng Komatsu nhá. Cái này em bán cho bác đầu máy, nói chung cả bán cả bộ như này thôi, thiếu mỗi bộ cần nhá. Komatsu này là Komatsu 26cc nhá, dòng này rất là ngon nhá. Komatsu này thì là nó là hàng đắt nhá, nói chung cứ Mitsu với Komatsu thì nó là hàng đắt thôi. Con này tum rời gắn vừa xì thuốc này, nhưng mà nó này nó bị chóc sơn thì nhìn nó rất là xấu nhá. Cái này các bác về là dùng cái máy mài, các bác trà hết cái sơn này đi, sau đó bác sơn lại nhá, sơn lại thì nó sẽ đẹp nhá. Đấy, cái này em bán cho bác đủ cái như này, đủ như này là thiếu mỗi bộ cần thôi nhá, tức là bán đầu máy không, nhưng mà tặng luôn cho bác cả cái khung như này, được chưa? Đấy, thì dòng Komatsu nhá, dòng này thì xài cực ngon rồi, các bác biết rồi. Dòng này thì rồi, hơi cực kỳ ok nhá. Đấy, hơi rất ok luôn. Thế này là nó chụp giật của nó này, nó như kiểu bị ấy dây như này nhá, các bác gõ là nó thu về nhá, nó như kiểu nó bị đấy, bị máy đấy. Đấy, hơi rất tốt nhá. Đấy, đấy đại loại thế nhá. Con này thì vẫn như hôm qua thôi, em vẫn để cho bác giá con này đầu máy này nhá, nói chung cả cái như này luôn, cả khung cả như này luôn, thì để cho bác giá là con 11 nhá, con 11 để cho bác giá là 1 triệu nhá. Đấy, cho bác về tự dọn. Đấy, con này thì các bác nên cần kiếm một cái bình xăng này mới nên bình xăng, nên chế ngang cho nó ok nhá. Đấy, rất là ngon luôn, mình sơn lại chỗ này thì nhìn nó cũng tương đối là đẹp nhá, xịt bóng thì biết và nhìn là đẹp luôn. Đấy, được rồi, 11 xong này. Thì nay thì em sẽ đi test, mà còn thời gian thì em sẽ đi test cho bác cái nu máy, một số con máy lớn đi. Đấy, rồi còn thời gian thì em sẽ đi test cho bác một số cái sản phẩm dọn sẵn này nhá. Đấy, thì một số đầu máy dọn sẵn thôi, thì thời gian nó không còn nhiều. Đấy, em đi tranh thủ đi nhanh luôn. À đây, giới thiệu cho bác cái con này đẹp này. Con này cũng là ba lô nhưng mà nó đẹp này. Con này là ba lô Komatsu 26 nhá, 26cc, 34 ly. Con này vừa giật vừa đè nhá, vừa giật vừa đè này. Chế ngang quân vừa rồi ne đỏ nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Con này thì đẹp này, mặt tiền sơn xước không bị chóc bể vỡ gì nhá, tum rời nhá. Đấy, 26 này, nó như này nhá. Cái này em sẽ bán đủ bộ cho bác nhá, về tự dọn, tức là cả máy cả cần, được chưa? Đấy, cả máy cả cần. Cả máy cả cần thì để cho bác giá là, con này thì hơi lửa thì chắc chắn là ok rồi. Rồi, rất ngon nhá, vừa lật vừa đà. Rồi, hơi rất chắc luôn. Đây. Đấy, thu bình thường nhá, không phải bị ấy đâu. Đấy. Đấy nhá, rất là ngon nhá, mặt tiền đẹp nhá. Đấy, vừa giật vừa đà. Thì con này là số 26cc 34 ly này, con này con số 12 này. 12 bán cho bác về tự dọn nhá. Là con này để cho bác giá là tự dọn thì đủ bộ luôn, thì để cho bác giá là 1.350.000 nhá, là tức là cả cần luôn, cả máy cả cần nhá. Đấy, ok. Rồi thì em đi test một số cái mẫu đầu máy này cho các bác rồi nghỉ nhá. Đấy, thì hôm nay dọn được một số cái mẫu đầu máy đây. Thì ở đây em có một cái đầu máy dòng Lativo này. Con này chính xác là tháo ra từ máy sới đất nhá.
công suất của nó là 26cc nòng 34 ly. Con này thì tình trạng máy của nó rất đẹp nhá, bô đen xì luôn. Vỏ viết thì niền nạc nhá, Nativo, được chưa? Đấy. Chế con này thì cũng là chế nguyên bản theo máy luôn, được chưa? Chế ngang ngang, nguyên bản theo máy. Và đi test máy cho bác xem em này nhá. Con này thì dòng Nativo là hàng tàu xuất Nhật nhá. Hàng này dài cực kỳ ngon. Đây, các bác săn dòng này rất nhiều nhá. Rất ngon nhá. Đấy, được chưa? Rồi. Con này các bác về gắn xịt thuốc là đúng bài luôn nhá. Đấy, tuyệt vời luôn. Con này con số 13 nhá. Cái 13 này là một con máy đây, tung rời đây, gắn vừa xịt thuốc nhá. Hàng Nativo. Đấy, hàng này thì rất là ngon luôn. Được chưa? Số 13 này. Con này để cho bác giá 800k nhá. Về chỉ việc xài thôi. Ok. Con 14 này. Con 14 là một con máy dòng rất là thương hiệu luôn. Đó chính là một con Mazuyama nhá. 26cc 34 ly. À quên. 23cc nòng 32 ly. Con này chưa gắn bố côn nhá. Con này để bỏ qua. Đấy. Đây có một con đây. Con hàng đây, con này là con đây, nó đây. Con này là con Mazuyama 23cc nhá. Nòng 32 ly nhá. Mazu hệ nhá. Dòng Mazu này gọi là Mazu hệ này. Tum rời gắn vừa xịt thuốc này. Được chưa? Chế quan rồ ngang ngang nguyên bản theo máy nhá. Được chưa? Rồi đi test máy bác xem. Đấy. Rất ngon nhá. Đó. Con này thì về gắn xịt thuốc là đúng bài luôn. Máy 23cc. Và con này cực ngon nhá. Bao cho bác là gì? Nguyên bản chưa bung nhá. Chưa sửa chữa gì. Được chưa? Con này nổ rất đanh thép nhá. 14 này. Con này để cho bác giá là 900k nhá. Đấy. 900k. Ok chưa? Ngon lành thành đạt. Mazuyama. Rồi em có một con tiếp theo này. Một con máy VIP đây. Đó chính là con này nhá. Con này là con Mitsubishi TU26. Đấy, con này cũng là nguyên bản chưa bung, chưa sửa chữa gì. Chế của nó là cũng chế nguyên bản luôn. Bình xăng zin của nó rất là trắng này. Thấy không? Đấy. Đây. Tum rời gắn vừa xịt thuốc nhá. Đấy, đây nó như này. Cái công tắc nằm đây, được chưa? Đấy. Mã số đây. Con này thì vỏ thì hơi chưa vệ sinh sạch sẽ nhá. Còn máy móc của nó thì ngon. Đây, có gì tiên máy bác xem. Con này thì về đổ xăng nổ luôn nhá. Đổ xăng nổ luôn. Bật công tắc, chưa bật công tắc. Để nhẹ phát đổi có trọng lực nhé. Đấy. Rất là ok nhá. Rồi. Đấy. TU26 nhá.
Đẹp, con này đẹp đấy. Con này vệ sinh sạch sẽ thì nứa là rất là đẹp nhá. À, em đã mở bố côn của nó ra, bố côn của nó dày, rất dày cui luôn nhá. Nói chung máy móc tốt. Con này đẹp, Mitsubishi, hàng đắt nhá. Con này 15. À, bao cho bác là nguyên bản chưa bung, chưa sửa chữa gì. 15, con này để cho bác giá là 26cc 34 ly nhá. Đấy, con này để cho bác giá là 1 triệu con này để cho bác giá là 1 triệu 7 nhá. Đấy, thì dòng này đắt mà. Bình thường bán cả bộ của nó là 2 triệu 1 thì trừ đi 400 thì nó còn 1 triệu 7 nhá. Đấy. Ok. Rồi, thì em có một con hàng rẻ nữa, sau đó nó đi vào một con hàng đắt này. Có con này đây, có con này là con Mazuyama này, 26cc 34 ly này. Đấy, Mazuyama 26cc 34 ly nhá. Con này thì nó là có giật trợ lực nhá. Chế thì bên em nên cho nó chế ga ngang hay kim. Được chưa? Đấy, tum rời gắn vừa xì thuốc này. Đấy, máy 26cc nhá, Mazuyama. Đấy, được chưa? Đây, kìa. Con 16 này. 16 là Mazuyama 26cc 34 ni nhá. Con này đầu này để cho bác giá là 900k nhá. Đấy, được chưa? Đấy. Ok chưa? Vỏ thì nó cũng nói chung màu nâu này thì trông nó cũng hơi xấu xấu tí nhá. Đấy. Được chưa? Đấy. Nó để cho bác giá 800k cho nhanh nhá. Vỏ hơi xấu. Rồi ok. Đây, em có một con tiếp theo này. Em có một con hai con máy khủng này. Đấy, con này thì em sẽ bán cho bác là gì? Bác nào mua nguyên đầu thì mua, mà mua có đủ bộ ba lô thì mua nhá. Thì con này nó là máy Mazuyama 3000 nhá, là 30cc, nòng 36 ly. Chế của nó hiện tại là đang sử dụng là chế nguyên bản theo máy là cái chế như này. Thì ga nói chung là con này thì các bác nào ví dụ không thích dùng chế này thì các bác có thể là thay chế ga ngang vào được luôn nhá. Chỉ cần bỏ con chế này ra là thay chế vào luôn, là lỗ liếc và vừa luôn nhá, không cần phải chỉnh sửa gì cả. Đấy, thì con này em đang sẽ bán cho bác là đủ một bộ máy ba lô, hoặc là bác nào thích nên cần thì em báo em, thì em sẽ cái này em cứ báo cho bác là đủ bộ máy ba lô nhá. Đấy, đây con này là tum rời này, tum nhỏ, bố nhỏ này, gắn vừa xịt thuốc này. Đấy, máy 30cc, con này khủng đấy. Đấy, thì bao con này thì bao cho bác nó là nguyên bản, chưa bung, chưa sửa chữa gì, được chưa? Rồi. Thôi thì cỏ chê nhá. Đấy. Ơi rất tốt nhá. Đấy. Máy đi ngon nhá. Đấy. Thế như con này là bị bitum này, cái bitum này này. Thì để mai xem lại xem là bị bitum hay bi cơ nhá. Đấy. Còn máy của nó thì hơi thì ngon đấy. À, cái này khả năng là bị bitum nhá. Bị giật, nếu mà bị bi cơ thì giật nó sẽ kêu tiếng. Đấy, thấy chưa? Rất là ok nhá. Đấy, con này là bị bitum thôi. Đấy. Được, con này thì là hay thôi là bán cho bác đủ bộ nhá. Cái này là bán bác đủ bộ luôn. Đủ bộ là cả máy cả cần luôn. Đấy. Con này 30cc. Đấy, con này thì đủ máy đủ luôn, là con số 17 nhá. 17 này. 17 để cho bác giá là 1 triệu 9 nhá, đủ bộ luôn. 1 triệu 9. 1 triệu 9 đủ bộ, được chưa?
Kiểu chín đổ bộ rồi, ok. 1.900.000 đủ bộ. 1850 đi cho nó nhanh. 1850, ok. Rồi, đủ bộ. Rồi. Em có một con tiếp theo, có con này khủng vừa dọn xong này. Con này là một con máy Mazuyama 3230. Con này là 32cc nhá. Nòng con này lên tới 38 ly, được chưa? Máy tung to bố lớn nhá. Con này là máy tung to bố lớn này. Vừa dọn xong. Đấy, nguyên bản của nó là tháo ra từ máy ba lô nhá. Chính là lên bình xăng cho nó. Mới lên chế 2 kim. Lên chế gang ngang 2 kim. Đấy, tháo ra từ máy ba lô mà. Đấy. Còn máy thường thường những cái máy tháo ra từ máy ba lô thì hơi nó rất ngon nhá. Con này thế, con này hơi cực tốt. Đấy, con này thì vỏ viếc thì cũng là niền nạc nhá, niền đồ. Cũng nói chung là cũng không xứt mẻ bể vỡ gì nhá. Đấy, mà dòng ma du hệ nhá. Được chưa? Đấy. Hơi tốt. Hơi cực tốt luôn. Đấy nhá. Thì con này là con số 19A18 nhá. M18 này là một con đầu máy công suất khủng này. 32cc, nòng 38 ly mà dòng Mazuyama nhá. Đấy. Thì con này thì mai em sẽ rửa giấy sạch sẽ cho bác đây. Nhưng mà gửi đến tay các bác thì để cho bác giá là 1 triệu, bán đủ bộ là 2.200.000, bán đầu máy không thì để cho bác giá là 1.700.000 nhá. Được chưa? Đấy. 1.700.000. Đấy, được chưa? Rồi, ok. Đấy. Rồi, ok. 2.200.000, 1.700.000, ok. Rồi, video đến đây có khi là nó cũng đã dài, có khi em xin kết thúc video tại đây đi. Mai tiếp tục thì có dọn sẵn nữa lên thì em sẽ quay thêm cho bác một số cái sản phẩm nữa nhá. Rồi, ok. Cảm ơn các bác xem video nhá. Các bác mua chè hàng liên hệ với em theo số điện thoại đây, được chưa? Ok. Rồi, cảm ơn các bác xem video.